Do cái tâm của bạn tham sân si mạn nghi ở trong người mà khiến cho bạn không lúc nào định tâm, mà trong đạo Phật nói rằng tâm của bạn giống như con ngựa hoang vậy. Vậy để tu được cái tâm đó phải mất vô lượng kiếp. Cho nên để bạn tập trung được thì việc đầu tiên là mỗi một ngày bạn hãy giữ cương con ngựa của tâm bạn lại, mỗi ngày rèn luyện một chút. Thưa với bạn rằng là trong một con người ta có ba phần: thân, tâm và tuệ. Để thay đổi thân của một con người thì đôi khi một tuần bạn bồi dưỡng và nghỉ ngơi thì thân của bạn có thể béo tốt lên. Để có một bộ ngực đẹp có khi chỉ mất một tuần bạn đã có thể khoe ngực được rồi. Để có một đôi mắt đẹp cũng vậy. Tức là đến bây giờ thì những cái phần gọi là hình tướng thì phần lớn khoa học can thiệp được vào. Bởi vì thế giới vật chất thì cái sự sắp xếp lại thế giới vật chất thì các nhà khoa học họ đều có thể can thiệp được để giúp cho bạn trở nên đẹp đẽ hơn về phần thân xác. Tuy nhiên phần như vậy phần thân xác sẽ diễn ra để thay đổi nó rất là nhanh. Thế tuy nhiên để thay đổi cái phần tuệ, cái phần trí tuệ, tuệ nhãn thì có khi cả một đời. Bởi vì hãy tưởng tượng rằng có những người suốt cả một đời đi làm 30 năm đến lúc về hưu trí tuệ họ không tăng lên là mấy. Như vậy để thay đổi trí tuệ thì có khi mất cả một đời. Và để thay đổi được tâm thì mất vô lượng kiếp. Tức là để biến thành tâm của một súc sinh thành tâm của một con người gọi là hạ lưu thôi, có khi cũng mất vô lượng kiếp. Mà để tâm một người hạ lưu mà trở thành một người có cái tâm trong sáng, thanh tao, có thể mất nhiều đời. Và minh chứng cụ thể là tôi cố gắng học người Hà Nội, nhìn thấy đấy, thấy họ ứng xử đấy, nhưng gần hết một đời rồi không thể có được cái nét văn hóa như người Hà Nội. Và có chăng nếu phải ở đây thì có lẽ đến đời con tôi là đến đời thứ tư, thứ năm đằng sau này may ra nhé mới học được cái nét văn hóa của người Hà Nội. Nói như vậy là thay đổi thân trong chốc lát, thay đổi tuệ cả một đời. Cho nên Linh nó mới nói là học nữa, học mãi. Thay đổi tâm là vô lượng kiếp, cho nên trong đạo Phật mới gọi là tu. Tu trong vô lượng kiếp. Vì vậy bạn nói rằng là bạn không có khả năng tập trung thì bản chất bạn không tập trung được là bạn bị những cái thứ xung quanh nó lôi cuốn bạn đi, bao gồm tham. Tham ở đây là tham tiền, tham bạc, tham ăn, tham ngủ, tham vui chơi. Những cái tham đó nó làm cho bạn phân tán, tức là tâm của bạn không có định được. Hai là tâm sân. Ai nói cái gì đó mà bạn nghe thấy có vẻ như nói xấu mình là bạn không yên tâm, bạn ngồi một chỗ bạn làm được. Tâm si mê là lướt ở trên mạng, đang gọi điện mà chỉ cần thấy trên mạng nó thấy cái đồ gì nó đẹp, nó phù hợp với mình thì ngay lập tức bạn bị mất vào đấy đến 30 phút, thậm chí mất cả một buổi sáng chỉ luẩn quẩn ở trên mạng đi tìm những thứ mình si mê. Tâm mạn là bạn thích dành thời gian, nếu bạn thành công một chút thì bạn rất thích giao du để bạn giao oai với đời. Tâm nghi là bạn luôn luôn nghi ngờ người này người khác, và trong đầu bạn luôn luôn có những cái dòng suy luận, và bạn nó không ngừng suy luận, không ngừng nghỉ, mà toàn những cái suy luận đúng sai, thế này, thế kia. Như vậy, do cái tâm của bạn tham sân si mạn nghi ở trong người mà khiến cho bạn không lúc nào định tâm, mà trong đạo Phật nói rằng tâm của bạn giống như con ngựa hoang vậy. Vậy để tu được cái tâm đó phải mất vô lượng kiếp.
Cho nên để bạn tập được tập trung được thì việc đầu tiên là mỗi một ngày bạn hãy giữ cương con ngựa của tâm bạn lại. Mỗi ngày rèn luyện một chút, rèn luyện một chút. Thì như tôi nói, thì bây giờ bước 1, bạn rà lại xem tâm của bạn đang bị dính chấp cái gì lớn nhất, tức là tham, sân, si, mạn, nghi. Cái gì là lớn nhất? Và sau đó bạn tập rằng mỗi ngày bạn bỏ đi một chút, bỏ đi một chút, bỏ dần dần thôi. Chúng cũng đừng bỏ được ngay, không thể bỏ được ngay đâu. Bỏ được ngay sốc là ngộ độc đấy. Trên bỏ dần, tu là sửa, sửa có nghĩa là không phải thay thế. Bỏ dần dần thì rồi cuối cùng bạn sẽ dần tập trung được mà thôi. Hãy tập từng bước như vậy. Chúc bạn sớm tập trung. Vì tập trung là một trong tố chất không thể thiếu được của những nhà tỷ phú. Vì vậy bạn đang đi tìm đến một trong những bí kíp võ công của tỷ phú đấy. Chúc bạn thành công.